Rồi, hello, xin chào mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng xách tay mọi người. Điện thoại nằm bên góc phải màn hình, có link Facebook địa chỉ với phần mô tả. Anh chị cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Bên em có nhận ship code toàn quốc luôn, hàng tới anh chị mình được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng anh chị. Kiểm tra test ok thì thanh toán với shipper ha. Thì nay có cây em quay cho mọi người xem. Trước tiên là cây có 20U mọi người, cây này bữa ở bên cái anh giao á, anh giảm lại cho em được 200.000, thì em đang bán 47 là anh giảm lại cho mọi người còn 45 mọi người. Cây này thì bản Mỹ hai sim anh chị ha, một sim vật lý một e sim nè đó. Tiên máy là 3638, máy thì sẽ là pin á là 4.500, màn hình là 6.9 inch ha mọi người đó, màn hình 6.9 inch, RAM 12 GB, bộ nhớ lưu trữ là 128 GB nè mọi người. Cây này thì màn hình tần số quét là 120 Hz nè, nó độ phân giải máy lên 2K cộng được mọi người, có S Pen ghi viết chụp hình còn ok luôn nha mọi người đó, cái S Pen còn chụp hình ok nè, chụp thử cho mọi người coi ha đó. Đây bấm bên này thì chụp không mọi người, cái này để chụp hình từ xa á anh chị đó, kiểu như chụp hình gia đình đó, đi chơi hay gì đó mình để từ xa đó. Hoặc là mình cần quay video á mình chụp. Nói chung là điều khiển cái bút S Pen này nó cũng có hơi nhiều thứ mọi người trong cái chụp hình đó. Đây ngoại hình máy thì cái này là cây sim màu đen luôn nha chị ơi. Ở cái này thì em bán là 4 triệu 5, bao gồm là thằng ốp lưng dán màn hình. Máy đốm á, thì em bao mọi người test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không lan đốm là 45 ngày ha. Đây anh chị, đốm ở đây ha. Đó, em bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng với đốm không lan là 45 ngày. Đốm với vàng này gì xíu này nè. Đó, em bây giờ cận cho mọi người coi ha. Rồi, tiếp là Note 10 Plus đốm, Note 10 hết hàng rồi mọi người. Còn hai cây này nó hết rồi, không biết khi nào có lại nữa. Đây, tiên mây là 78 18 nè. Máy thì sẽ là pin 4.300, màn hình là 6.8 inch. RAM 12 GB, bộ nhớ lưu trữ là 256 GB mọi người. Đó, dòng cao này thì dân ta siêu âm nhận diện khuôn mặt rồi ha mọi người. Đó, nhận diện khuôn mặt rất là nhạy luôn. Đó, độ phân giải máy thì cũng 2K cộng mọi người. Cây này thì bán hàng một sim, giá em bán là 3.900.000, bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình cho anh chị. Đây ngoại hình máy nè, ngoại hình khá ok mọi người. Chỗ em thì đang hơi mưa nên có gì nó có cái tạp âm nhỏ, mọi người thông cảm giùm em ha. Rồi tiếp là cây này, cây này thì bán 2.900.000 anh chị, 2.900.000 thôi mọi người, 2.800.000 đi, giảm 100 đi, 2.800.000 mọi người. Cây này thì bán về vốn thôi chứ không có lời, cây này thì em lấy vốn 26 anh chị, ốp lưng dán màn hình, hỗ trợ phí ship này kia nó chắc là được vài chục. Đây cây này email á là 9590 nè. Đó, máy thì sẽ là pin 4.300, màn hình là 6.8 inch. RAM 12 GB, bộ nhớ là 256 luôn rồi. Ở tình trạng thì full chức năng, màn đốm thì em bao test 7 ngày là cả xanh màn, cả sọc đứng, còn bắn sọc từ đốm qua là không bảo hành được nha mọi người. Đó, em báo sẵn luôn ha. Có chạy S Pen cho là ghi viết không rồi, S Pen thì không còn chụp hình ha. Màn đốm thì nói chung mọi người xài bình thường thôi anh chị, không có sao hết trơn nha. Đó, anh chị xài nhiều khi rớt rồi này kia thì mới sợ, còn xài bình thường không rớt không này kia thì không gì hết. Như bữa em bán cái S21 5G đó mọi người, đốm đây nè, anh khách mới xài rớt thôi, về em kính lại vẫn bán là bình thường không rồi, em có báo gì đi trước á thì em nói là nó bình thường thôi, không ảnh hưởng gì anh chị, đâu phải đốm là rất là chết hay gì đâu. Rồi tiếp là cây nó chín, cây này email á là 8113 nè, cây này em bán là 3.600.000 đó, pin nó thì sẽ là 4.000, màn hình là 6.4 inch, RAM 6, bộ nhớ 128 GB không rồi, bản 512 GB thì anh chị nào cần thì nhắn em nha. 512 GB thì em chưa lấy sẵn nhưng mà vẫn có hàng không rồi ha. Đó, lâu lâu thì nhắn em lấy gì cho mọi người. 512 GB chủ yếu là màu này với màu xanh mọi người. Giá 512 GB thì bản hàng là 4.100.000, bản Việt Nam thì là 4.200.000 mọi người. Đó. Hồi trước thì em bán bằng giá thôi mọi người, lúc gài người ta bán lái người ta lên giá thì em cũng lên thôi. Chứ hồi trước là em bán bằng giá với mấy cây này luôn á. Rồi tiếp là một cái đốm mọi người. Đốm ha,
đốm thì tình trạng đốm ở đây đó, em vẫn bao đốm là test 7 ngày, bảo hành phần cứng là không loang là 45 ngày ha, không bị loang đốm rồi. Cái này bán hàng email là 6595, máy thì sẽ là pin 4000, màn hình 6.4 inch luôn, RAM 6, bộ nhớ lưu trữ là 128 GB. À, có hỗ trợ S Pen, dòng chính thì S Pen ghi với chụp hình ok mọi người. À, chụp hình bằng S Pen thì ok ha, thì kiện S Pen ok. Cái này thì giá em bán cho mọi người là 2,9 triệu, bao gồm là tặng ốp lưng, dán màn hình. Còn anh chị nào cần sạc thì em bán sạc là 120 một bộ, sạc 25W, dòng Note 10 Plus trở lên đó, thì sẽ là được sạc siêu nhanh. Còn Note 10 Plus, Note 10 mà quay lại đó, thì sẽ là sạc sạc nhanh nha mọi người. Đó. Sạc không bị loạn máy, không có nóng gì hết mọi người, không có nóng củ sạc ha, nói chung cục sạc khá là ok luôn, 120 ngàn, hai đầu tai xi nha mọi người. Rồi tiếp là cây này, cây này thì tình trạng á, là nó có lưu rất là nhẹ luôn rồi, có lưu ảnh nhẹ xíu xíu à. Đó, cây này thì em bán là 3 triệu mọi người, nói chung nhìn vẫn ok lắm mọi người. Cây này thì có nhiều anh nói sao màn ám thì bán cao cái gì, em đi lấy sỉ không giá 27 không rồi về bán lại 3 triệu thôi, chứ giờ ông đây lấy sỉ 27 về bán lại 27 sao được. Đó, cái này may là 7779 ha, cấu hình thì cũng là RAM 6 128 GB. Đây ngoại hình mọi người, cái này mọi người lấy em đổi bút lại nha, ngoại hình thì tương đối là ok anh chị, giá em bán là 3 triệu ha. Rồi tiếp là cây này, cây này thì màn ám, đây anh chị màn ám, tình trạng ám thì có lưu nhẹ nha mọi người, lưu thì nhẹ xịu thôi nhưng mà có ám. Đây em quay cận cho mọi người coi, mọi người thấy nó lưu không, đây nè, nói chung là nhẹ lắm mọi người, nhìn còn ok mà. Cái này thì bản RAM 8 512 GB nè anh chị, đó RAM 8 512 GB, bản hàng đã lên 2 sim ha, không phải bán hàng mà bản 2 sim, nhưng mà em không biết cái bản ép 2 sim là nó bản gì, em cũng không rành luôn, tại vì mấy cái này nó nhiều bản lắm mọi người. Bản thường bản ép mà 2 sim á nó sẽ hai mày khác nhau, cái này thì nó lại giống nhau. Em không nhớ nó là bản gì luôn. Đây, nhưng mà 512 GB RAM 8, bản RAM 8 512 ha anh chị ha. Thì cái này em bán là 2,7 triệu, bao gồm là tặng ốp lưng, dán màn hình cho mọi người. Đây ngoại hình máy này. Đó thì Samsung mà mọi người xài dòng laptop thì quay phim chụp ảnh rất là đẹp nha mọi người. Đây em quay, em đang quay bằng cây Samsung S21 mọi người. Mọi người thấy không? Em quay video rất là nét luôn. Thì anh chị muốn coi mà video đúng như cái góc em quay á thì mình coi bằng YouTube đúng không mọi người? Có cái phần mà ba chấm trên video á, mọi người bấm vô chỉnh lên độ phân giải 1000 là coi được nó nét mọi người. Tại em quay có 1000 thôi, em không quay lên 2K cộng mọi người. Tại quay mấy này đâu có cần lên 2K cộng đâu. Rồi. Tiếp là cây cái này mọi người, cái này chậm quá trời luôn. Cái này em thấy cũng ngon quá trời ngon luôn á. Nó như cây Quantum vậy á mà nó là LG mọi người. RAM 8 bộ nhớ là 128 256 đó, để em coi cho mọi người. Từ để em kiếm cái bộ nhớ cho mọi người coi. Bộ nhớ là 128 GB mọi người, RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Nó cũng cỡ gỡ như Quantum á mà bán không ra mọi người. Màn thì ok hơn Quantum nha. Quantum thì em mới có một cây em bán 2,9 triệu đi rồi mọi người. Đó, cái đó chưa quay video nữa rồi đi rồi. Còn LG VVS này thì nó cũng là dòng laptop của LG mọi người, xài rất là ngon luôn. Nó cũng cỡ cỡ Quantum nhé. Chip Snapdragon luôn. 700 mấy thì chạy rất là mượt nha mọi người. Giá thì 3,1 triệu thì giờ tầm này mọi người mua cái Oppo hay cái Vivo rồi này kia xài 3 triệu mấy thì nó đâu được như cây này đâu. Cây này ngon chắc phải gấp đôi mấy cây mà tầm giá. Đó, cây này thì em bán là 3,1 triệu. Máy trần nha mọi người, tại dòng này em không gấp lưng. Bản này là bản này thường bán giá này là rẻ nhiều lắm luôn rồi đó mọi người, mà bán không ra luôn. Tại vì cái bản này thường á là bản RAM 6 thôi, cái này bản RAM 8 lận. Đó. Bản RAM 8 thì nó mắc hơn mấy trăm ngàn luôn mọi người.
mà em bán như giá gam sáu luôn mà không ra luôn. Rồi tiếp là cái này thì màn cận đẹp luôn rồi đó, màn cận đẹp kính có chạy nhẹ xíu xíu lông mèo nè anh chị đó, này mọi người về dán BBF xài ha. Cái này thì em bán là 2.800.000 bao gồm là tặng ốp lưng dán màn hình, đây cũng là bản gam 8 luôn mọi người. Đây anh chị gam đó, gam 7.8 thì là gam 8 đó mọi người, đó là dòng này ta kêu là dòng gam 8 đó. Ngoại hình thì còn ok luôn ha, cái này xài ngon hơn Note 9 luôn mọi người, mà tại vì cái dòng này không có chuộng bằng Samsung thôi. Thật ra mà nếu mà anh chị nào cần cấu hình và chạy xe bên châu, cần cấu hình chơi game này kia thì cái này vẫn ngon hơn Note 9 nha mọi người, xài nó ngang cỡ dòng 10 lắm. Rồi tiếp là cái Note 8 màn cận đẹp anh chị ha, Note 8 bản Việt Nam 2 sim, IMEI là 3243 nè, 2 sim vật lý đó, tình trạng thì ám siêu nhẹ luôn, nhìn như bình thường mọi người. Máy thì sẽ là pin 3.300, màn hình 6.3 inch, RAM thì sẽ là RAM 60, bộ nhớ lưu trữ là 64 GB này. Đây RAM 6, bộ nhớ lưu trữ là 64 GB. Đây mọi người, 64 GB ha. Đó, giá em bán cây này thì 2.700.000 bao gồm là tặng ốp lưng dán màn hình, ngoại hình thì còn khá là đẹp mọi người. Hồi trước em mới vô bán điện thoại là cái Note 8 này còn tới 5 triệu mọi người, màn đốm bự bự 3 triệu mấy một cây á, bây giờ thì nó xuống khá nhiều. Rồi tiếp là cây này, cây này thì em đã mua lưng rồi mọi người, anh chị nào lấy thì em thay lưng cho mọi người nha. Cây này tính ra là em tính bán 26 27 lần, nhưng mà hồi nãy lúc mà em lau máy thì em thấy kính hơi nhâm nhâm nè mọi người, thấy không, nhâm lông mèo nè. Cái này thì dán cường lực hoặc là BBF á, thì xài nó ok, không thấy đâu mọi người, xài bình thường nha. Đó thì cái này sẽ là RAM 6, bộ nhớ 128 GB, pin thì sẽ là 3100 mọi người, pin 3100, màn hình đó là 5.8 inch ha, xài khá là ok luôn, nhỏ gọn. Thì giá em bán á, là 2.500.000, anh chị lấy á, thì em thay lưng cho mọi người nha, thay lưng cho đẹp hơn, hoặc là mọi người muốn xài cái lưng này luôn cũng được, khi nào vỡ thì thay, thì em sẽ gửi luôn cho mọi người thêm một cái lưng em mới mua nữa đó. Rồi anh chị nào mà xài á đó, rồi anh chị nào mà cần lấy luôn cái lưng này á, thì em để nguyên cây luôn, mình về mình xài khi nào vỡ thì anh chị có thể là thay lưng lấy vô đó. Cái này thì màn ok mà không ấm ố ha, chỉ có hơi nhâm lông mèo đó, thì về dán cường lực hoặc BBF là ok mọi người. Tại vì màn thẳng á, mọi người dán cường lực không sao, nhưng mà màn cong á là không dán cường lực được nha mọi người. Đó, hồi trước là cũng có nhiều anh bị rồi mọi người. Màn cong là dán cường lực thì sẽ là dán UV, UV thì keo nó sẽ chảy vào vòng trong cái viền này, hư cổ cáp là hư màn hình luôn, là nhiều khi cứu được thì sẽ sọc màn hình hoặc liệt, còn không cứu được là hư luôn đó, bởi vì UV nó hại lắm nha mọi người. Cả máy zin hoặc là máy cũ gì cũng vậy, không nên dán UV luôn. Rồi tiếp là cây này thì em bán là 1.450.000 mọi người, 1.450.000 là sao, tình trạng là một cái đốm kim nhỏ, thì cái thường đốm cái này em bán thì cũng phải là tầm 22 23 đó mọi người đó, cái đốm siêu nhỏ luôn nè, đốm cái này chắc cũng phải tầm 22 mọi người đó. Thì cái này em bán 1.450.000, là máy này là máy lốc nha mọi người, máy lốc không xài sim ha, giống cây hôm bữa, hôm bữa cũng khá là nhiều anh hỏi luôn, hôm nay có một cây nữa mọi người đó, RAM 6 bộ nhớ 128 GB, pin thì sẽ là 3100, màn hình là 5.8 inch, dòng 10, mua về chơi game hoặc là xài wifi, xài gì đó, coi phim này kia, xài mọi chức năng luôn, không xài sim thôi đó. Nói chung là xài ở nhà thì ok hết, ra đường thì đâu xài được mọi người, ra đường thì có wifi mới xài được nha mọi người, tại nó không xài sim, không xài được 3G. Cây này thì em bán là 1.450.000 đó. S10e thì em bán là máy trần không người, tại em không có phụ kiện tặng. Rồi tiếp là một cái S8, S8 thì tình trạng là màn ám mọi người, đây màn ám gì nè anh chị, thấy nó ám hai màu không đó, cây này thì là bản Nhật ha, bản Nhật chip Snapdragon được 835 nè, IMEI là 0580, máy thì sẽ là pin 3300,
À, em nhầm, pin 3000, màn hình là 5.8 inch, RAM 4, bộ nhớ 64 GB rồi. S8 bây giờ xài vẫn còn ok lắm mọi người, có phim này kia xài ứng dụng này kia ok hết, chạy app rồi này kia vẫn ngon lành nha mọi người. Ở cả mọi người chơi Liên Quân hay gì vẫn được ok, chỉnh cấu hình thấp là được, tại dòng này cũng cũ với giá cũng rẻ mọi người. Chứ giờ chịu mấy mọi người mua mấy cái khác chạy nhiều khi vô Liên Quân cộng nổi nữa. Rồi cái này em bán là 1550 ha, nó bao gồm tặng lớp lưng dán màn hình cho mọi người. Rồi tiếp là cái này thì bán về giá vốn luôn vẫn chưa bán được. Cái này thì em bán là 1.400.000 đó, tình trạng là màn đớm với ám vậy mọi người. À, đớm với ám ám hơi hồng. Yên may là 6131 ha mọi người. S8 cộng pin 3500, màn hình 6.2 inch. RAM 4 64 GB, độ phân giải máy 2K cộng luôn mọi người. Camera quay phim chụp hình thì rất ok luôn. Giá là 1.400.000 ha, bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình luôn. Rồi tiếp là cái SPS này thì bán giá sát luôn, không ai mua mọi người. Cái này mua về chơi game, chơi app cũng ok mà. Tại chữ cháy ok, nó bị yếu cáp thì nó sẽ có lâu lâu nó hiện sọc. Đó, em đè cho mọi người thấy lên sọc. Đó. Còn không thôi. Thì cái này là bán là 700 ngàn anh chị. Máy trần ha. S7S. Rồi, em cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em ha. Anh chị xem video thì cho em xin một like với một lượt đăng ký kênh. Còn anh chị cần mua hàng thì liên hệ qua Zalo ha mọi người. Rồi em cảm ơn, em chào mọi người ha.